nay mình sẽ quay cảnh một cái view ở tầng 4 đường phường cuối Nha Trang, nhìn thành phố Nha Trang. Nhà cao tầng rất là nhiều. Đây có thể nhìn thấy một con đường. Bây giờ là 10:40, nên hơi nắng và hơi vắng. Xe xe kia là chùa Long Sơn, tượng Phật, nhưng mà đã bị chia cắt hết rồi. Không thấy. Ở đây thì cũng không thấy được biển Nha Trang luôn. Thấy những tòa nhà cao tầng. Số nhà vẫn còn lợp ngói nè. Qua đây là hướng Tây, đây là hướng Bắc. Ngôi nhà vẫn tiếp tục mọc lên. Đây, mình có thấy được chùa Long Sơn lấy tượng Phật ở đây, Kim Lăng Phật Tổ ở đây. Đây bị khuất, còn bây giờ đã có thể nhìn thấy được rồi đây. Trên này thì rất là mát mẻ. Vừa giới thiệu với các bạn quang cảnh của một phần Nha Trang từ tầng 4. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye.